Chị Âu Thiên Hồng năm nay chị 57 tuổi, muốn tìm một người bạn đời thì chị không có chọn gì hết, tùy duyên. Anh nào có thương em thì thương thật lòng. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Rồi Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Dạ em chào chị nha. Chị giới thiệu tên gì đi? Xin chào khán giả. Mình xưng tên ha là Đúng Hà rồi. Cô. Giới thiệu tên, chị tên và tuổi. Mình tên Âu Thị Hồng. Âu, Âu Thị Hồng. Dạ, Ủa cái Âu Thị họ Hồng. Âu này, họ Âu này là chị là người gì? Người Tàu. Người Tàu. Dạ. Âu Thị Hồng. Chị năm nay nhiêu tuổi? 57. 57 tuổi. 1968. Dạ. Ở sao thấy 57 tuổi thấy gì cứng quá vậy? Trong hình vậy đó chứ ra ngoài thì trẻ. Trẻ ha. Dạ. Thì em nói chị như thế này thì chị điện cho em đặng mà muốn nhờ em là lên chương trình của em đúng không chị? Chị nghe không? Thì sao nghe không trả lại, em hỏi không trả lại. Ý em nói đó là chị là kết bạn Zalo với em đặng nhờ em ghi hình chị đúng không? Rồi đúng. Rồi thì cái này em nói cho chị hiểu rõ hơn. Thì chị lên chương trình của em khi sau khi mà em quay cái đoạn video này xong thì em đăng lên thì sau này chị không được quyền yêu cầu em xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Dạ. Thứ hai nữa là chị lên đây chị phải nói thật lòng. Nếu mà chị nói sai thì sau này chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Dạ đúng rồi. Thì em nói với chị, em ở đây là một người chia sẻ thông tin chứ ở đây em không làm mai cho bất cứ ai hết. Thí dụ chị lên kênh của em rồi sau đó chị coi chung kênh của em thấy anh nào được thì chị xin số em cho. Sau đó chị phải tự tìm hiểu lấy, rồi nếu mà chị tìm hiểu được thì chị đến với người đó thì phải báo cáo với em. Nếu mà chị không báo cáo với em sau này chị xảy ra chuyện gì đừng bao giờ điện em, đúng không chị? Tại vì cái buổi ban đầu á chị nhờ tới em để kiếm một người bạn đời mà tới chừng chị có rồi chị nín thinh chị âm thầm ở nhau thì sau này chị đừng có báo với em. Dạ, cái đó là không được, tại vì mình nhờ tiếng mà Dạ. mình Đó. phải hiểu chứ. Thì em nói vậy là chị đủ hiểu ha. Đúng rồi, mình Dạ. lớn rồi mà. Dạ, thì cái này là chị có chung ra là ai cũng lớn hết trơn rồi. Đó, nếu mà chị mà chọn mà không đúng đối tượng á sau này có chuyện gì thì đừng để thừa kênh em làm không đúng, tại vì em không có xúi chị, em không có bắt buộc chị lấy anh đó thấy vậy. Dạ rồi Mình thì lớn. dạ Mình rồi lớn rồi mà. dạ, thì cái đó là em nói rõ cho chị hiểu hơn. Dạ rồi bây giờ thì chị kể chút xíu việc hôn nhân và gia đình của chị đi như thế nào. Ông xã chị mất 11 năm rồi. Chị có đứa con gái. Đứa con gái. Dạ, nó làm ở thành phố. Rồi Có đứa cháu ngoại. có đứa chưa ngoại. Rồi hiện giờ nay chị sống với ai? Chị sống với đứa cháu ngoại. Rồi hiện nay là chị làm cái công việc gì để sống? Chị bán đồ trên chợ, bán đồ ăn á. Em biết rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị lên đây để tìm một người bạn đời thì chị kể chút xíu về tánh tình của chị đi như thế nào. Không, chị thì chị yêu cầu cái người không đó không 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 phải chị kể tánh tình của chị á. tánh tình tình chị á, tánh tình thì chị vui vẻ hoạt bát, thích giao lưu ca hát vậy đó, Dạ, chị biết ca không? biết ca mà lại chăm sóc cho chồng là ok, nấu ăn đồ cũng ngon nha. Dạ, coi như là biết chăm sóc cho chồng rồi biết nấu ăn
Chị nấu đồ ăn ngon lắm, Dạ. tại đồ ăn bán mà, chị Dạ. hiểu. Bữa nào em có dịp anh đi bển ké chị bữa cơm. Ok, em qua đây đi, qua đây đi rồi nấu đồ ăn cho ăn, rồi hai anh em mình đi karaoke luôn. Dạ rồi, có luôn ạ. Chị ca nhạc cái tình hay lắm. Rồi vậy chút xíu nữa mình tặng cho khán giả một một khúc đi hả chị. Mình... Rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ thì tánh chị có nóng không? Nóng hả chị? Giận chị nói liền nè, nói liền rồi thôi nha, nhưng mà chị nóng. Nói rồi bỏ qua hay là nói thì có giận dai không á? Không, cái người nào mà ác ý với mình thì mình giận dai à, còn người nào coi như là lỡ lời nói mình á thì mình bỏ qua. Rồi bây giờ chị kể một chút xíu về chị bản thân chị thích một người bạn đời sau này là như thế nào, chị nói hết ra cái yêu cầu cái tiêu chí của chị á. Cái người đó thì phải thương yêu mình, là tôn trọng mình chút xíu, chứ đừng có coi mình ghẻ là được rồi. Mình sống mình thương yêu với nhau, đừng bực với nhau là quý thôi, chứ tiền bạc bữa nay không có mai mốt có. Coi như là chị không có chọn anh đó nghèo hay giàu hả? Không nghèo giàu gì, nhưng mà tùy duyên đi em ơi, đừng có lên mà mình đòi hỏi quá không có được, tại vì có một phần nào đó người ta khổ, người ta nghèo mà mình trèo cao quá té nặng à, không được. Bây giờ nè em nói chị nè, thật sự ra cái chương trình này á thì em nói chị á, mấy chị muốn đến đây tìm một người bạn đời, thứ nhất là lên đây phải thiệt tình đó, phải thiệt tình, đừng có lợi dụng một chút cái gì đó là thật sự nó không có bền đó. Tại vì chị mấy chị lên đây để cần gì, để cần một người bạn đời để chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau trong cái khoảng đời còn lại, còn nói tiền là đòi hỏi nhiều quá, thật sự ra mà nói á, là không có đâu, em nói thật sự. Đúng rồi, rồi dạ. Không có đâu, quan trọng bây giờ là phải yêu thương nhau đó, còn mà lên đây mà có mục đích mà để lợi dụng ai đó rồi vài bữa lại chia tay thì em sẽ lấy những hình ảnh người đó em sẽ đăng lên đó, Dạ. rồi sau này đừng có trách em tại sao mà kết nối yêu thương mà tại sao mà lại làm như vậy, là cái điều đó là mấy anh mấy chị sai chứ ở đây em không có sai. Đúng rồi. Tại vì Mình cứ nghĩ người ta giàu về mình hốt của người ta ăn đâu có được, không được đâu, được đúng rồi vậy tội đó, thật sự đâu tôi nói mình. là em làm cái chương trình là em chỉ là người chia sẻ thông tin thôi, còn mấy anh mấy chị á, thì tự tìm hiểu tự đến với nhau á, thì yêu thương nhau thật lòng á, thì nó rất là bền, còn mà có cái suy nghĩ mà để bám ông này để mình lấy một mớ để mình dông là cái điều đó là không được. Không được đâu, cái đó là mình mất cái đạo đức đó, chứ không phải chơi đâu. Tại vì Mà nhiều một người cái người không 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 nghĩ gì chị, họ nghĩ là về ông này thấy khổ quá cái làm bộ cái bỏ ra đi cự nữ hay là để thừa những cái chuyện gì nhiều đó khi lợi dụng người ta cho mấy chỉ vàng là hốt đi, tội chết. đó đó đó, thì hiện nay là em thấy cái tình trạng đó nó cũng 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 có xảy ra. Thí dụ cho một ít đi cái về cái lợi dụng ở được mấy bữa cái làm bộ này làm bộ nọ đặng mà lấy cái của đó đó, thì mà em nói chuyện em nói trước với chị như nãy đó, chị lên kênh của em thì sau này chị có đến một người nào đó phải báo cho em biết, Phải điện cho em hay, đúng rồi. để em lại ghi hình đó, em ghi hình chi em chia sẻ cho cô chú anh em biết là chị có tìm được một người bạn đời rồi, là đừng ai xin số nữa đó, là nó như vậy, là em chỉ là có trách nhiệm là chia sẻ thông tin thôi đó. Rồi chị chọn một người đàn ông là mập hay ốm, chiều cao bao nhiêu chị? Thì cũng cao cao cũng được, mà vừa vừa cũng được, tại vì cô mét 61, 62 mà nặng 59 Nặng 59 kg, một mét kg chồng vậy, một mét sáu cao mà hai tròn, cao à mà tròn, à đầy đạn người chứ, cao cái mẫu cao, mặc đồ đẹp lắm, à thấy thấy cô trong hình vậy đó chứ, cô cao đẹp. không à, mét một thu là phụ nữ mà 1m62 là chuẩn rồi. Đúng rồi, cô mặc áo dài với sừng sáo rồi đẹp lắm. Không giờ mà 59 kg mà giờ thấy không có mập. Dạ đẹp, dáng đẹp
giò cắn cô cũng đẹp lắm, xuông bông à, không phải người ta mà mập mà bắp chuối rồi bành khi đi lục thục lên thờ thật có. Cái giò có cắn, cái giò có cắn ốc sư sư cừ không? Rồi bây giờ thì nói chung ra là chị chỉ nói đơn giản là chọn một người là biết yêu thương, biết quan tâm, lo lắng như được rồi ha. Còn rồi thí dụ đi bây giờ có anh đó thương chị rồi chị bắt anh đó về ở chị, hay là chị đi theo anh đó? Chắc về bên chị, về bên đây quá à, À, về bên Đồng Tháp này ở đi chứ chị không có đi đâu xa. vậy là chị bắt 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 ông xã phải về bên chị. Dạ Coi, đúng coi, rồi. coi như là thường thường ta nói là bắt ghế đó. Dạ. Bắt ghế nha. Chị sinh ra hồi đó giờ chị nghèo chị khổ rồi, chị không có dám trèo cao. Mình cái gì mình cũng vừa thôi chứ mình trèo cao quá đâu có được, té chết nè. Thôi nói chung ra Cái là người đàn ông người ta khổ mà mình đòi hỏi quá, tội nghiệp cho người ta. nói chung ra là bây giờ thôi chị lên đây chị bày tỏ bản thân đi, rồi có duyên, cái duyên chị gặp người nào thì nó hay người đó đó. Đúng rồi, Chứ em nói đúng, nhiều khi cái duyên mình, cái số nó tới nó đến với nhau là đến cũng như là duyên ai nó gặp mà đừng chờ uổng công là vậy. chị sửa cái máy lên. Vậy dàn này chị mới đẹp á, nãy tuột xuống còn thấy cần cổ còn cái mặt nó Hồi vậy à. nãy em quay chị xấu. Không, tại cái máy chị chứ không phải cho máy bảnh nó tuột á, chứ đâu phải em. Em ghi ghi hình chị đi rồi lên là thiếu gì người người ta. Rồi Bên thì em kênh của Hồ Tiến có cái cô đó đẹp rồi kia nha, em ok cũng được, em cũng được người tôn trọng em là quay tôn trọng em là cái kênh em toàn là người đẹp không có người xấu. Nói chung cũng có này có kia chị đó, cũng đúng như rồi. mình ăn mâm cơm thì không phải có rau có cá có canh rồi nó mới ngon chứ vậy. Không phải, chị nói với em là ông bà cha mẹ sanh ra thì người giống mẹ người giống cha, chứ không phải là đẹp hết mà xấu hết thì là bỏ cha ấy. Tâm Không lý là chị, vậy. em nói thiệt nha, có những người mà xấu vậy mà có chồng đẹp như vậy, còn những Đúng người không? đẹp trai mà lại có là vợ xấu nó gì Giờ đó sao bà. ông trời ông sanh có dai có trả là vậy. Bởi vậy em nói chị, nếu mà đẹp với đẹp đến với nhau á, rồi mấy người xấu bỏ trai Đúng rồi. đúng không? Bởi vì ông chồng có sắp đặt rồi đó, dù cho người đó em ở đây nè, ở xem mình nè, là em nói chị người vợ đẹp cực kỳ luôn á, mà người chồng nó xấu tào, người đẹp bao nhiêu mà người chồng xấu bao nhiêu á đó. Vậy mà họ trong mắt họ đã thấy cái đẹp của họ đó, mình ở ngoài thì mình chê là anh đó xấu, nhưng mà người vợ nhìn là thằng chồng mình đẹp đó, Đúng rồi. đẹp mới Tại thương đẹp mới thương được chứ giờ chê xấu sao thương. mà có người người ta nói thằng chồng nó xấu không chết mà nó thương, tại vì cái duyên nợ của người ta. Đúng rồi, có khi thằng chồng nó vẻ bề ngoài nó xấu nhưng trong tâm hồn cái người phụ nữ nhìn thấy là đẹp đó. Theo theo như chị quan niệm là chị thích mà một người chồng đẹp hay là một người chồng trung bình thôi, ví dụ Trung bình cũng được, cần gì mà đẹp, nhiều khi đẹp mà không hợp cũng đâu có đến với nhau được đâu mà đẹp. Nói thật sự ra nói là cái đẹp á, là cái dẹp dẻ bên trong mới là vĩnh cửu, Đúng còn rồi, cái đẹp bên ngoài thì năm tháng nó sẽ phôi phai, nó sẽ phải già mà úa đi, nó sẽ tàn đi, còn cái gì em để ngoài nắng nó cũng bay. đúng rồi. Bây giờ cho chị mua chiếc xe đi mà chị không đem trong nhà đi, mà chị bỏ ngoài nắng đi, một năm sau cũng chị dần thấy gốc luôn đó. Còn con người cũng vậy, thì mình biết thí dụ người phụ nữ xấu nhưng mà mình trau chuốt cái bản thân mình thì nó cũng coi được được một Đúng rồi, phải sơ sọ chứ đừng bỏ phế. Không, phụ nữ thì nên không phải là mình kêu mình ăn diện quá, nên mình cũng phải trau chuốt bản thân một chút Đúng đó, rồi. cho sạch sẽ này, cho nó gọn gàng, cho nó xinh hơn chút.
Nhiều khi cái nét đẹp người phụ nữ nó có, nhưng mà mình chỉ đánh miếng kem hơi mỏng mỏng với tha cái môi cái rồi. Nhiều người như như chị thì như như cô thì có mũi cao rồi, cô không có cần làm cái gì nữa trơn, Cái này là sống mũi mình tự nhiên, là sống mũi mình sửa mũi tự nhiên, tự nhiên à. cái mũi cô tự nhiên. Rồi thì hôm nay là Ở gà nó chát. gì hả? Thôi mai sau đi, mai thu giờ cũng đẹp mà. Chát À mũi cô tự nhiên tại cái gánh bên nội cái cô, ở bên mẹ cô với bên ba cô là cao không à, cao mẹ mũi mẹ 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 của chị là người Hoa hay gì? cao. Cha bên nội Bên nội người Hoa, mẹ nội Việt, ông mẹ Việt cái gì à. Vậy là trong giấy tờ mình cũng vẫn là để là Trung Quốc giấy tờ mình cũng cũng để họ Âu á, à. Ủa à, sao cái nhân của cô họ Âu luôn. biết rồi mà không có sao? Những giấy tờ em thấy là có những giấy tờ là còn cũng là để là cái quê quán ngày xưa luôn nha, là ở bên Trung Quốc luôn nha. Không, cái này nội sanh ở quê ở Đồng Tháp này. Ông nội sanh ở đây à? Phải rồi, bởi vì không có để chứ Học có sanh ở bệnh. còn không có những cái anh mà cũng như ở ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó, là người Tàu rất là nhiều, nhưng mà là để là ở Quảng Đông, Quảng Tây này nọ, cũng là trong giấy mình vẫn để đó, mà anh đó là sanh ở Việt Nam luôn Để hả? à em. Thì chắc cũng nguyên như của cô gì, thì như của bà nội cô gì Là cho giấy giấy chứng minh gì vẫn để như vậy, hả? trong giấy chứng minh vẫn để như vậy. Không, cái họ thì không nói, nhưng mà nói là gốc gác quê hương mình hồi đó là ở Quảng Đông hay Quảng Tây gì đó, ví dụ vậy. Ở xã Trường Sinh, Tháp Dạ 10 Đồng Tháp. dạ dạ Tại hồi làm giấy chứng minh dân, hồi đó là cha đi làm giấy chứng minh dân là cô là Âu Kim Hồng nặng, mà cũng như làm giấy chứng minh dân cái gấp quá cái làm Âu Thị Hồng, bây giờ để chồng luôn, nhưng mà cái thầy bút của cô thì Âu Kim Hồng. Rồi thôi bây giờ cũng sắp sửa kết thúc chương trình. Thôi giờ chị nói một lời nào đi, để cho mấy anh mà được xem chị nè, hiểu chị hơn rồi sẽ đến làm bạn với chị. Vậy thì tới đây thì kết thúc thì xin chào mấy anh trên cộng đồng mạng á, là coi như là thương yêu em á, thì cứ xin số điện thoại Hậu Tiến đi rồi kết bạn rồi giao lưu đi rồi tìm hiểu rồi rồi mình đến với nhau bằng cái sự thật, bằng cái thật lòng là tốt hơn, chứ đừng có giả dối thì cô không thích. Tại vì cô cái tánh cô nóng lắm, cái gì cái nghèo thì nói nghèo, mà giàu nói giàu, mà anh có khả năng lo cho em thì nói, chứ cái kiểu mà giả dối Nói cô giận. trước cái buổi ban đầu ha chị. Dạ đúng rồi. Thì sẵn đây thì Tiến cũng nói thêm, nhắc lại thêm lần nữa nha, những anh những chị muốn tham gia chương trình của Tiến là phải thật lòng. Đừng lên đây mà mượn cái kênh của Tiến để mà chụp lại một cái gì đó là Tiến không thích như cả nhà. Mong cô chú anh em hãy hiểu về cái kênh Tiến, muốn làm cho cái kênh của Tiến nó đàng hoàng, nó không có cái chuyện lùm xùm ấy xảy ra. Mà nhưng những cái chuyện lùm xùm xảy ra là do mấy anh mấy chị không à, chứ không do Tiến. Em cho số thì mấy anh mấy chị tự tìm hiểu, tự đến với nhau, chứ ở đây em không có xúi biểu mà không bắt buộc ai đến nhà ai hết đó. Nên mấy anh mấy chị phải tìm hiểu cho kỹ càng, hãy đến nhau đó. Đúng Mấy anh mấy chị đến nhau á thì trong lòng của em rất là vui, nhưng mà mấy anh phải suy nghĩ kỹ là mình chấp nhận đến người đó, hoặc là mấy chị chấp nhận đến người đó là phải sống hoài, chứ đừng vài bữa lại chia tay, thì cái điều đó là em không thích. đâu phải, nếu mà làm vậy thì đâu phải y như là cái người mà y như bạn bè mà gái trai quen nhau rồi thở học trò rồi
bỏ nhau rồi đi kiếm bạn trai khác đâu có được, mình lớn rồi ăn nói đúng ở đâu đó đàng hoàng chứ đâu. Thì bây giờ em nói chị nè, mốt mà anh nào kết toán thì chị cứ hỏi thẳng về vấn đề hoạch chẹt hết đó, được thì đến chứ đừng để sau này úp úp mở mở nó khó chịu lắm. Cái số của cô là hồi nãy cô điện Rồi cho rồi, Tiến không có chút nữa chị nhắn số qua cho em đi, nhắn qua bên đây nè, chút nữa sau khi nhắn ấy rồi nhắn qua bên Zalo cho em ha. chừng nào xong chị nhắn cô nhắn Zalo số qua Zalo nha. Rồi rồi thôi, Tiến cũng tạm dừng cái video đi nghe nhà, thì mong rằng tất cả cô chú anh em có xem được cái video này nhớ chia sẻ giùm cho Tiến, ủng hộ kênh cho Tiến càng ngày càng phát triển hơn. Rồi Tiến chúc tất cả cô chú anh em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Rồi chào giả chỉ qua gì. Chào Tiến nha. Dạ 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 Rồi.